Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là tối ngày 26 tháng 2 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con xin giới thiệu lô 9 cây én nha. Én này có một số cây bo dài mình có thể chiết riêng được luôn á nha. Này giá trên từng cây, con ship từ đơn từ 100 ngàn trở lên. Vườn con thì gửi siêu Tô Châu, siêu Phương Trang với ship nhỏ của Viettel nha cô chú anh chị. Con sẽ giới thiệu từng cây cho cô chú anh chị mình xem nha. Cây số 1, 80. Cái này dáng ha, dáng đẹp nè. Giống như này cái thân, cái này có hai chi hai bên. Cây này 5 bo nha. Cây số 2, 90. Cây này 5 bo luôn. Bo cực kỳ sung luôn nha cô chú anh chị. Nào, bo sung mà tàn tược rất là đẹp luôn. Cây số 3, 90, củ đẹp. Củ này là bao đẹp luôn á. Cây này cũng bo dài ơi là dài luôn. Cây số 3 này 2, 4, 6, 7 bo luôn. Cây số 4, cây số 4 này con thanh lý 40 nha. Cây này nó có cái sẹo ở đây mà lành rồi nha cô chú anh chị. Lành hoàn toàn nha, cây sống nha. Cây này sẹo đã lâu rồi. Cây này mà không có sẹo là cũ đẹp dữ lắm luôn á. Này vô tình nó giống như cái miệng đang hả hỏng ra. Cây này 5 bo nha cô chú anh chị. Bên đây thì nhìn cái hướng này thì củ nó rất là đẹp luôn. Nó không có sẹo là nó củ nó muối 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 đó. Tàn cũng rất là sung luôn nha. Sẹo nhưng mà cây khỏe bình thường nha. Cây số 5 150 nha. Cây này 4 bo. Cây này củ to chà bá luôn, nằm trong chậu C11. Cây này nhổ ra chắc 4 kg. Đang có nụ luôn nha. Bo lực lưỡng luôn á. Cái bo cực kỳ lực luôn. Cây số 6 180 nha cô chú anh chị. Cây này 5 bo. Cây này cũng bự giống như cây nãy luôn. Cũng nằm trong chậu C11. Cái này là hoành 67 luôn á. Cây số 7 70 nha cô chú anh chị. Cây này có nám nhẹ nha, cây khỏe bình thường nha. 2, 4, 6 bo. Cây số 8, 80 nha. Cây này có cái củ đẹp nè. Cây này 3 bo nha cô chú anh chị. Tàn rất là đẹp luôn. Này là bao đẹp tàn luôn á. Cây số 9 70 nha. 2 4 6 7 bo. Mình về mình chăm cho ra hoa là rực rỡ luôn nha. Hôm nay con có 9 cây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà sưu tầm cây nào thì alo số điện thoại của con nha. Vườn con đi đơn từ 100 ngàn trở lên. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hồ vườn con nha.